À lấy nè. Thôi ôi lấy nè. Ôi ghê quá ghê quá. Lấy đèn quá. Lấy đèn quá. Đó. Mama mizu. Đi nôn đà. Rồi, ra chơi đi, mít ra chơi đi. Rồi đi. Mít cưng, chơi đi. Trời ơi, nghe quá à. Mấy cưng đá cho mẹ đi. Ôi giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Hai cưng con chân ra kẹt từ chị hả? Ồ, tên Ngọc đá cho mẹ đi. Anh đây đi. Trời ơi, mít, mít đứng lên, ui da. Mít đứng mạnh vậy, mít đá mạnh vậy rồi mít đứng lên kia đi mẹ đá cho. Ừ, mít đứng đó đi, đi mẹ đá cho nha. Đứng qua kia. Khóc chứ. Sang các cư đi. Ừ. Đấy chị Thế Ngọc đi. Mama. Papa, hát cả. Banh bị xì đấy sao á. Mít này nói gì mít. Ôi dạ. Mít nóng hả con? Mít. Ôi. Tới mẹ này nè, tới Thế Ngọc nè. Mít nóng hả con? Cả. Ai mà cởi áo ra vậy? Chạy hồi nóng quá hả? Mít đá mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Thế Ngọc đá nhanh lên con, đá mạnh lên. Ồ, đó, mít chuẩn bị. Đó, giỏi quá. Gà coi đây mà khó rẻ ta. Mẹ đã nhẹ nhẹ thôi nha. Mít cưng đá cho mẹ đi. Mít cưng nóng hả? Sao mà cởi áo ra vậy? Hả? Nóng không? Mẹ mặc mấy cái áo luôn rồi con cởi ra. Sao kìa mắm mà đi vậy? Mẹ mặc tới mấy cái áo luôn nè. Mẹ mặc bao cuốn áo luôn, áo lạnh, áo gió, áo tá lả hết. Mít thì lại nóng quá hả? Mít giỏi vậy. Hai cỡ. Mấy cưng biết làm bóng không? Biết tâm bóng vậy không? Tưng 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 vậy nè. Đâu rồi mẹ thử tưng thử coi. Ôi ui. Ui mạnh quá. Cái cần đá mạnh quá. Hả cơ sao đi ạp tê đặt tê. Cho chị làm thử coi. Ui.
どっか行っちゃった。mẹ làm thử nha. Mama すごい。được có một cái thôi à. Thử rồi. Thử chân trái nha. Ish. Ồ, mít đá mạnh quá, mạnh lắm. Mạnh quá, mạnh quá. ハーくん、キャッチ。投げちゃった。mệt quá. Chạy có chút xíu à, mệt quá à. ハーくん。見て、ハーくんかっこいい。かっこいいよ。ハーくんかっこいい。よ。ハーくんかい。ラララ、ラララ、ロン。ハーくんかわいい。かっこいい。かっこいい。là dễ thương hay là đẹp trai? Hát cơ con trai đi à bộ đệ. Con trai thì phải đẹp trai đúng không? giỏi quá, mẹ giỏi quá, mẹ giỏi quá. Ngã cả bố đó chị chạy.Ô, mọi người giỏi quá, muốn mẹ cho Phương Thương đi học đá banh nha. Ôi, 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 lừa, lừa mới nghe chứ. Lừa luôn chứ. À, mama, à, mama. Mama, kakui. Mấy cưng kakui. Mẹ kakui đúng không? Mẹ ngầu đúng không? Chắc tạm biệt rồi mà. Mẹ ngầu không?Kể làm à là mấy từng bắt trước mẹ đó 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 thấy không giữ banh lại rồi mới đá lấy đà đó giỏi nha giữ này lại đúng không lấy chân giữ lại đúng không xong rồi mới đá đúng không xong rồi mới lấy chạy lấy đà đá đúng không つまんなくないよ。あ、じゃあいいは。じゃあ来たよ。来たよ。パパ。よいしょ。あれで。めっちゃいちゃいちゃ。ロクロクロク。ロクチュン。お、まんわ。まんわ。まんわ。Mình đá mẹ đi. Mình đá mạnh quá. À lấy đà. Ôi ôi lấy đà. Ôi ghê quá ghê quá. Lấy đà quá. Lấy đà quá. Đừng có lấy đà, còn đá được xa lấy đà quá, đá. Rồi mời cái để đó rồi. Đá mạnh lên nha. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Ôi. Mạnh lên, mạnh lên.Không lấy đà thì là đá mạnh mà lấy đà thì lại đá yếu quá.
Rồi, đòi đá nha, giờ mày đá nha. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Nè nè, sao kêu ba cầu mà siêu cực tại không? Cái bánh này chắc lâu quá nó mềm mà. 1, 2, 3. Giỏi quá, giỏi quá. Thôi bây giờ mẹ mít cưng đứng đó đi. Mẹ đá nè, coi mít cưng biết là mít cưng đoán được là mày đá chỗ nào không. Ngã đi ạ chị. 1 2. Không cần, không cần, không cần. Bây giờ còn không cần làm thủ môn đi. Con làm thủ môn đi, con đứng ở đó đi rồi mẹ đá rồi không cần chụp banh nha. Nào bây giờ không cần ấy. Bây giờ không cần đá đi mẹ chụp cho. Bây giờ con đá đi rồi mẹ chụp trước cho nha. Con đá đi mẹ chụp cho. Đá là ta kick sơ sơ. À sẽ có ta. Hai chị em chụp nha. Nè. Dạ. Ô. Nè chị Thái Ngọc chụp đi nè. Hả? Chụp nha. Chụp giống với thủ môn á. Thủ môn mà cái người mà đứng ở chỗ có cái gô rồi như vậy nè, không có để cho trái banh nó vô á. Hiểu không? Hả? Ừ, gô rồi đó. Ừ, gô rồi đó nha. Rồi. Tôi từ từ kìa mà. Ừ. Đây, bây giờ mẹ đá là Thái Ngọc phải chụp được nha. Không thôi là không chụp được là thua nha. Rồi, giỏi quá. Rồi, để mít nha, mít chụp nha. Phát cầu tích tích khôi, dìm bì xe xô xô xô. Thủ môn gì kỳ vậy? Ồ, giỏi quá, giỏi quá. Rồi, mẹ đá cho con chụp nha. Mẹ thắng rồi. Nhưng mà nó như thế này nữa. Mà kê chật tạ. Mà kê chật tạ. À, mà kê chật tạ. Phân cưng mà kê chật tạ. Phân cưng thua rồi. Chụp hộp rồi. Nè chị Thái Ngọc chụp đúng nè. Rồi. Vẫn cần chụp được rồi đó. Uống đông uống teo à mít. Mít cần uống đông uống teo à. Lười ăn quá à. Ăn bánh ăn kẹo không? Không có chịu ăn cơm. Cho mẹ kêu kê xíu đi.
cho mẹ nghỉ giải lao xíu đi.